bất phương trình thứ nhất, tức là mô đun của giác ngang là x trừ y cộng 2 trừ 3 y bé hơn hoặc bằng mô đun của x cộng y trừ 2 cộng y. Rồi, mình tương đương chỗ này luôn, mình sẽ được căn của x cộng 2 tất cả bình phương cộng cho trừ y trừ 3 tất cả bình, nếu mà hai dấu trừ em sẽ viết thành dấu cộng luôn các chị. Tức là mình sẽ được y cộng 3 luôn, thì bình phương lên thì nó cũng mất dấu trừ. Bên đây là bé hơn hoặc bằng căn của x trừ 2 tất cả bình rồi cộng cho y cộng 1 tất cả bình, hai cái dấu căn để lại. Như vậy mình sẽ bình phương cho mất căn luôn các chị. Thì lúc này em sẽ được, chỗ này mình khai triển ra là x bình cộng 4x cộng 4, phía sau là y bình cộng 6y cộng 9, bé hơn hoặc bằng chỗ này là x bình trừ 4x cộng 4 cộng y bình cộng 2y cộng 1. Thì lúc này mình sẽ đơn giản được x bình rồi y bình, thì em sẽ gom mấy cái y của nó lại và x của nó lại. Chỗ này mình có 4x, bên đây là 4x chuyển qua nữa là 8x, 6y trừ 2, 2y là còn 4y, 4 cộng cho 9 là 13, chỗ này là 4 cộng cho 1 là 5, như vậy 13 trừ 5 là 8, bé hơn hoặc bằng 0. Thì khi đó em sẽ được, mình sẽ chia cho 4 luôn, mình sẽ được 2x cộng y cộng 2 bé hơn hoặc bằng 0 đó chị. Rồi, thì chỉ cần phải để mà xác định được cái miền mà 2x cộng y cộng 2 bé hơn hoặc bằng 0 này, em sẽ đặt cái đường thẳng D, nó sẽ có phương trình là 2x cộng y cộng 2 bằng 0. Thì để vẽ được đường thẳng D thì em sẽ cho x bằng 0 này, thì mình sẽ tìm được y bằng trừ 2. Rồi, cho y bằng 0 thì em sẽ tìm được x y bằng 0 thì x bằng trừ 1. Vậy điểm thứ nhất có tọa độ 0 trừ 2, 0 trừ 2 là đây nè. Điểm thứ hai có tọa độ trừ 1, 0, trừ 1 là ở đây. Như vậy đường thẳng D của mình nó sẽ đi qua hai cái điểm này. Đường thẳng D thì em thấy là nó không có đi qua cái góc tọa độ O, cho nên em chỉ cần lấy điểm O em thay vào coi coi nó có thỏ hay không. Thì nếu mà em lấy điểm O thay vào chỗ này không nè, chỗ này không nè, mình sẽ được 2 bé hơn hoặc bằng 0. Như vậy rõ ràng là nó không thỏ anh chị. Nó không thỏ có nghĩa là miền nghiệm của mình không chứa điểm O. Điểm O đang nằm ở đây nè. Miền nghiệm không chứa điểm O tức là em sẽ lấy cái miền ở bên tay trái này anh chị. Về tạm thời thì em sẽ được cái miền nghiệm. Miền nghiệm là đang nằm ở bên tay trái đó đi. Rồi, bây giờ tiếp tục em lại xử lý cái bất phương trình số 2 là mô đun của giác trừ 2 cộng y bé hơn hoặc bằng 5 tất cả bình phương cộng y cộng 1 tất cả bình, lấy căn lên bé hơn hoặc bằng 5. Vậy bình phương cho mất căn tức là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 5 bình các chị. Như vậy thì rõ ràng ở chỗ này mình có thấy nó chính là hình tròn, nếu mà nó có dấu bé hơn hoặc bằng thì là hình tròn các chị. Thì cái tâm của nó đang có tọa 2 trừ 1, em sẽ để cái tâm của nó ra, x bằng 2 y bằng trừ 1. Thì bán kính bằng 5 mình cần phải xét xem là mình vẽ cái đường tròn đó nó có cắt cái đường thẳng bên đây không mấy chị. Như vậy thì ở đây mà là cái khoảng này là bằng 2 mà bán kính nó bằng 5 tức là nó sẽ qua bên đây 3 đơn vị nữa. Chỗ này là trừ 1, chỗ này là trừ 2 và chỗ này là trừ 3. Thì em sẽ biết được cái bán kính nó sẽ đi từ cái tâm y ngay chỗ này cho đến cái số trừ 3 bên đây. Và em vẽ cái đường tròn ra. Hồi nãy mình đã nói là cái bất phương trình trên mình sẽ lấy cái miền bên trái của đường thẳng D là từ đây đổ xuống. Bây giờ cái hình tròn này thì mình lại chỉ lấy xét ở trong cái hình tròn này thôi. Như vậy cái giao của cái miền bên trái này nè với hình tròn nó sẽ là cái miền nằm ở chính giữa này anh chị. Bây giờ quan trọng là mình cần phải xử lý được cái biểu thức B nữa. X bình cộng y bình cộng 8y cộng 6y. Bây giờ em sẽ làm số thầy hàng ẩn thức nè. X bình cộng 8x tức là 2 nhân x nhân 4. Như vậy thì muốn trở thành cái hàm đẳng thức ấy, thì nó phải cộng thêm cho 16. Vậy cộng 16 thì em phải trừ ra 16. Rồi tiếp tục nè, y bình cộng 6y là y bình cộng 2 nhân y nhân 3. Vậy muốn thành hàm đẳng thức thì mình phải cộng thêm cho 9. Và nếu cộng 9 thì phải trừ ra 9. Vậy lúc này em sẽ gom ở đằng trước này lại, nó chính là x cộng cho 4 tất cả bình phương cộng cho phía sau này là y cộng 3 chứ hả chị? A cộng B. B của mình là bằng 3. Rồi, trừ 16 trừ 9 nữa là trừ 25. Em xét cái điểm N đi, có tọa độ là trừ 4 trừ 3
thì cái x cộng 4 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình mà em lấy căn lên, nó sẽ là độ dài của độ thẳng MN đúng không chị? Rồi, khi mà em lấy căn, tức là em lấy căn lên thì bên kia sẽ là căn của B cộng 25 thôi. Dài của độ thẳng MN bằng căn của B cộng 25. Rồi, với điểm N của mình có tọa độ là trừ 4, trừ 3. Thì chỗ này em chỉ cần bình phương lên thì em sẽ ra được B thôi anh chị. Như vậy có nghĩa là em sẽ suy ra được bình phương lên thì mất căn. Như vậy mình sẽ được B, nó sẽ bằng MN bình phương trừ cho 25. Như vậy thì biểu thức B phụ thuộc vào trong MN. Do đó có nghĩa là nếu MN mà nó mắc thì B sẽ mắc, và MN mà nó min thì B sẽ min anh chị. Thì quan trọng là em cần đánh giá được là MN nó min mắc khi nào thôi. Thì tới đây là xuất hiện cái bài toán là điểm N nằm ngoài đường tròn, mình cần đánh giá là còn điểm điểm M thì nó lại chạy trên trên đây. À không phải, bài này không phải là chạy trên nguyên cái đường tròn mà nó chạy ở trong cái miệng này thôi, chạy trong cái nửa cái hình mà hồi nãy em đặt này. À xém xíu nữa mình sẽ nhầm ở chỗ này. Hồi nãy cái bài cái câu mà 49 ở trong cái đề số 15 nó cũng ra được cái dạng là đánh giá mà từ một cái điểm N nằm bên ngoài để mà đánh giá được MN nó min mắc khi nào thì mình chỉ cần kẻ vào trong cái tâm đấy chị. Rồi. Nhưng mà bài này thì khi mà em kẻ vào trong cái tâm đó, em chỉ đánh giá được cái đoạn min của nó thôi. Rồi. Này, khi mà em nói cái này lại này, thì em sẽ đánh giá được cái min. Còn em không có đánh giá được cái mắc, là tại vì bây giờ cái hình của mình không phải là cái hình tròn mà nó chỉ là một cái hình nửa bên đây thôi. Như vậy thì mắc của nó chắc chắn là nó sẽ, chị xem cho em từ cái điểm N này, nó cách cái điểm mà cao nhất trên này là ngay chỗ này, với lại từ điểm N này này, với lại cái điểm thấp nhất ở dưới này, thì mình thấy nó phải là cái đoạn mà em mới vẽ sau này, đoạn này nó sẽ dài hơn đúng không chị? Như vậy chắc ăn là cái mắt của nó sẽ nằm ở dưới này, và mình sẽ tính được thôi. Nếu mà chị tìm xem được cái giao điểm, tọa độ của giao điểm, thì mình sẽ biết được cái âm màu là anh sẽ dài hơn. Em sẽ gọi đây là giao điểm của NI và cái đường tròn. Từ đây em sẽ suy ra được MN min khi và chỉ khi cái điểm M nó trùng với lại điểm D. Rồi quan trọng là bây giờ mình đi tính ND coi nó bằng mấy không. Thì cái này là ND thì mình chỉ cần lấy đoạn NI em trừ ra cho cái bán kính thôi, tại vì đây chính là bán kính đấy chị. Như vậy nó sẽ bằng NI trừ cho bán kính R. Thì mình đi tính NI và sau đó mình tính cái bán kính R. Bán kính R thì ở trên mình đã có rồi, R là bằng 5. Thì cái độ này em đã có là bằng 5 rồi, em chỉ cần tính thêm NI nữa thôi. Thì điểm N của mình nó đang có tọa độ là N em ghi ở đây trừ 4, trừ 3. Điểm Y là 2, trừ 1 đúng rồi. Như vậy thì NI nó sẽ bằng trừ 4, trừ 2 bình lên là 36 nè, trừ 3 mà trừ cho trừ 1 nữa là thành cộng 1. Như vậy ra trừ 2 bình lên thì ra 4, cộng lại là căn 40 đúng không chị? Căn 40 thì mình được là 2 căn 10 đúng không? 2 căn 10 trừ cho bán kính R là bằng 5. Rồi em sẽ được cái đoạn min. Em sẽ gọi trên đây là hai điểm EF, tức là điểm E này và điểm F ở dưới đây, nó sẽ là giao điểm của đường thẳng D và đường tròn C. Bây giờ em sẽ đi tìm cái tọa độ của EF, thì nó chính là nghiệm của cái phương trình của đường thẳng D và đường tròn C mình ráp được thôi. Hồi nãy đường thẳng D là 2x cộng y cộng 2 bằng 0. Đường tròn C là x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 1 tất cả bình. Mình sẽ suy ra y luôn các chị. Em sẽ suy ra cái y của nó, hồi nãy mình đã rút ra được y bằng trừ 2x trừ 2. Vậy trừ 2 nhân trừ 2 ra 4, 4 trừ 2 ra 2 nè. Rồi dưới này là trừ 4 trừ 2 là trừ 6. Vậy chắc là mình sẽ đoán được cái điểm nào là điểm E, điểm nào là điểm F đó chị. Trừ 2, 2. Nếu mà trừ 2, 2 thì chắc là điểm E rồi đúng không? Vậy em có cái điểm E này có tọa độ là trừ 2. Còn cái điểm F này nó sẽ có tọa độ là 2, trừ 6. Vậy từ đây mình sẽ suy ra được NF là nó sẽ là đạt mắc luôn các chị. Có thể là mình đi tính NE với lại NF rồi sau đó mình so sánh, nhưng mà em nhìn vào trong cái hình vẽ này mình vẽ có vẻ là cũng chính xác rồi nè, cho nên chắc ăn là NF nó sẽ dài hơn NE. Vậy từ đây em sẽ suy ra MN mắc, rồi mình đi tính thôi. Điểm F có rồi, điểm N mình cũng có rồi, thì chỗ này mình sẽ được F nè
trừ cho trừ 4 đi là thành 6, bình là 36. Chỗ này trừ 6 mà cộng 3 là còn trừ 3. Bình lên là thành 9, vậy 36 cộng 9 là căn 45 các chị. Vậy từ đây em sẽ suy ra được, nó đó là M lớn, M lớn chính là bằng B mắt. Thì hồi nãy mình đã đánh giá được cái biểu thức B là bằng MN bình phương trừ cho 25. Như vậy em sẽ đưa cho đây thôi, tức là MN mắt trừ 25. Thì hồi nãy mình ra được cái MN mắt à, trên đây MN mắt là bằng căn 45. Như vậy em bình phương lên sẽ bằng 45 rồi trừ cho 25 là ra 20 hả chị. Rồi còn M nhỏ, M nhỏ là bằng B min. B min thì nó sẽ bằng MN min bình phương trừ 25. Thì MN min mà bình lên, hồi nãy mình tính được MN min là 2 căn 10 trừ 5. Như vậy bình lên sẽ là 2 căn 10 trừ 5 bình trừ 25. Thì anh này sẽ là căn 40. Này là 40 trừ 20 căn 10 hả chị? Dạ rồi, trừ 20 căn 10. Rồi, sau đó mình coi đề bài nó kêu mình tính m lớn cộng m nhỏ. M lớn cộng m nhỏ bằng 60 trừ 20 căn 10. Dạ rồi, ok, như vậy mình sẽ chọn đáp án của câu C. 60 trừ 20 căn 10.